Thầy Tử Di chỉ rõ, ngày giàn tuổi Đinh Mùi sinh 1967 ôn lộc thần tài, nổ lộc trúng lớn đúng trong tháng 9 âm lịch 2024, phát tài rực rỡ, giàu sang giang danh dữ dội. Người tuổi Đinh Mùi sinh 1967 mệnh thủy, thiên hà thủy, tức nước sông Thiên Hà. Những người tuổi Đinh Mùi là người hòa nhã, lịch sự, hiền lành, trung thực, thẳng thắn, có lòng từ bi và hay giúp đỡ người khác. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác và không mong đợi lợi nhuận. Vì vậy, họ có mối quan hệ rất tốt giữa các đồng nghiệp và bạn bè. Mặc dù đôi khi họ bướng bỉnh nhưng họ chấp nhận lời khuyên của bạn bè. Ngoài ra, họ thích ở trong một môi trường gọn gàng. Vì vậy họ luôn giữ nhà cửa sạch sẽ. Nhưng họ là người tình cảm và chủ quan. Họ dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Họ luôn có một số ý tưởng không thực tế và quá cứng đầu để thừa nhận nó. Đôi khi họ bi quan, ngại làm mọi việc và chỉ thích dựa vào may mắn. Những người tuổi Đinh Mùi có bản mệnh thuộc hành thủy, đại diện cho tư chất thanh cao, trong sáng. Trong ngũ hành, thủy là đại diện cho trí đức. Bên cạnh đó, âm quả của can đinh tương sinh với âm thổ của chi mùi, nên tuổi Đinh Mùi trời sinh được hưởng phúc dày. Dựa theo đó, những người này rất có khả năng sẽ trở thành những nhân tài kiệt xuất. Tâm hồn của người tuổi Đinh Mùi trong sạch như nước trên trời, không chỉ tinh khiết mà còn cao quý hơn người. Sự thanh nhã luôn được thể hiện qua từng cử chỉ, lời nói của họ. Những người này giàu lòng trắc ẩn, luôn cảm thương với những người có số phận đau khổ, vậy nên họ sẽ hành động để đấu tranh cho những bất công trong xã hội. Người tuổi Đinh Mùi luôn khát khao về một tình yêu lãng mạn, nồng nhiệt. Họ muốn được đắm chìm trong cảm xúc, mùi vị của tình yêu. Tuy nhiên, họ rất dễ bị tổn thương trong chuyện tình cảm, vì nội tâm của họ rất nhạy cảm, yếu đuối. Sau khi kết hôn, họ sẽ dốc lòng chăm lo cho mái ấm gia đình. Những người tuổi Đinh Mùi sẽ có một sự nghiệp suôn sẻ. Đối với nhân viên văn phòng, tốc độ thăng tiến và tăng lương trong cả cuộc đời của họ tương đối chậm. Họ không có khả năng trở thành người quản lý cho đến khi họ 40 tuổi. Một số người thậm chí không thể đến vị trí quản lý cho đến khi họ nghỉ hưu. Đối với các doanh nhân, rất có khả năng họ sẽ được khách hàng khen ngợi vì thái độ và hành vi khiêm tốn của họ và sau đó có được những đơn đặt hàng lớn. Nhưng hãy nhớ thực hiện nghiên cứu trước khi bắt đầu một dự án mới và đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Sự giàu có trong cuộc sống của họ khá quanh co. Họ có thể không kiếm được nhiều tiền lương hơn so với các đồng nghiệp của họ, nhưng vận may của họ là khá tốt. Trong đầu tư, họ có một tầm nhìn độc đáo trong đầu tư và các dự án đầu tư mà họ chọn thường có lợi ích tốt. Đặc biệt đối với các doanh nhân, sự giàu có của họ sẽ được tăng lên rất nhiều nhờ những lựa chọn đầu tư đúng đắn. Theo tử vi phương Đông, ngoài năm sinh và ngày sinh thì tháng sinh là yếu tố khá quan trọng để quyết định vận mệnh một người. Chẳng thế mà có người sinh nhằm ngày tháng tốt thì vinh hoa hiển đạt, người sinh nhằm ngày tháng xấu thì số kiếp lận đận long đong. Người tuổi Đinh Mùi sinh tháng nào thì tốt, sinh tháng nào thì vận trình hanh thông, công danh rộng mở, thì xin mời quý khán giả theo dõi luận giải sau đây. Người tuổi Đinh Mùi sinh tháng Giêng, tức tháng 1 âm lịch, là tiết lập xuân. Người tuổi này được hưởng phúc khí trời cho thông minh, hoạt bát, là người tài hoa có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Nhưng số mệnh của người này không được tốt, được tổ tiên phù trợ ít, thậm chí cha mẹ, anh chị em không giúp đỡ, phải tự dựa vào sức mình mà làm nên sự nghiệp. Những người tuổi này có lý tưởng cao đẹp, có nhiều hoài bão trong sự nghiệp và muốn gặt hái được nhiều thành công. Bản mệnh là người có tài năng và ý chí nên cũng có những bước tiến dài trong công việc. Danh tiếng nghề nghiệp thu hoạch không hề nhỏ chút nào, thần khí thanh cao, sống ngay thẳng, lương thiện, ít khi làm điều gì trái với lương tâm. Vận mệnh của người này rất tốt, được nhiều người yêu quý giúp đỡ. Người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 2 âm lịch. Người tuổi này tính tình tốt bụng, ấm áp, ngoại giao cũng giỏi, có đường nhân duyên rất tốt. Những người tuổi này dễ được quý nhân giúp đỡ về nhiều mặt trong cuộc sống. Ở nhà có cha mẹ, anh chị em hỗ trợ, ra ngoài có bạn bè hỗ trợ. Con giáp này dường như gặp nhiều may mắn, các lợi và không lo bị rắc rối dồn vào chân tường. Đây cũng là do mệnh chung thân thiện, hòa đồng giúp đỡ, là nhân quả trung đường. May mắn của cung hoàng đạo này kéo dài tứ phương, thu nhập đến từ nhiều nguồn, giàu có không thể tả. Về con đường chính trị, ngoại giao thúc đẩy tài vận của tuổi Đinh Mùi cấp độ cao. Bạn sẽ dễ dàng nhận được nhiều thành tựu trong sự nghiệp cũng như gặt hái được nhiều thành công. Người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh. Người tuổi này đầu óc nhạy bén, thông minh và có duyên. Bản mệnh may mắn được người thân trong gia đình giúp đỡ nhiều. Cuộc sống hạnh phúc, bình an,
không gặp biến cố lớn hay vượt qua khó khăn lớn, có thể tụ phúc tứ phương. Người tuổi này dù là nam hay nữ đều thông minh hơn người, nhạy bén, nhân phẩm cao, dễ tính và sức khỏe tốt. Người đối diện có được thiện cảm, nhờ đó mà bạn gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, danh lợi đầy mình, tiền bạc dư dả. Người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ. Người tuổi này có cuộc sống nhiều biến động, sự nghiệp thăng trầm, khó bình ổn. Những người này có ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất, trước khó khăn cũng không sợ hãi, dù thử thách lớn đến đâu cũng không chịu gia dấp mà kiên trì phấn đấu, nhờ đó mà có được nhiều những thành công vang dội. Người này tương lai sẽ gặp nhiều nghịch cảnh, nhưng từ trung dần thay đổi, cuộc sống sung túc, giàu sang đang chờ đón, nhưng họ phải nhẫn nhịn. Song nhờ tinh thần chiến đấu bất khuất nên sẽ vượt qua mọi trở ngại, họ cũng có cuộc sống hạnh phúc và hôn nhân ổn định, con cháu thành đạt, tương lai sung túc, viên mãn. Bản mệnh luôn nhắc nhở phải không ngừng nỗ lực để vững tin vào tương lai. Người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 5 âm lịch. Người tuổi này có ý chí kiên cường, tài năng xuất chúng, có thể làm lãnh đạo, lúc loạn thì là đại tướng quân, thời bình thì là Mỹ Nam giữ được đất nước, được nhiều người ngưỡng mộ và ủng hộ. Người tuổi này được hưởng nhiều hậu thuẫn từ gia đình, từ nhỏ đã có cha mẹ và anh chị em, cho đến khi lớn lên có một người bạn đời làm hậu phương vững chắc, không ngừng giúp đỡ bản mệnh thăng tiến về con đường công danh sự nghiệp và đạt được nhiều thành tựu lừng lẫy. Có tài và có chí, có quý nhân ở bên, số mệnh thuận lợi, đạt được mục tiêu trong cuộc sống, vui vẻ và lạc quan, cuộc đời người này may mắn không gặp phải đại nạn. Tuy nhiên, một trong những khuyết điểm của người này là tính khí nóng nảy, dễ bị kích động bởi những điều bốc đồng, cần phải cố gắng cải thiện điều này để thành công trở nên dễ dàng hơn. Người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 6 âm lịch. Người tuổi này tính tình ngay thẳng, lời nói khôn ngoan, luôn tràn đầy nhiệt huyết, sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Số mệnh của người này cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của tháng sinh, là người dũng cảm, không sợ hãi, không sợ gì cả, sự tự tin cũng như sự ngưỡng mộ và yêu mến của những người xung quanh. Trái tim nhân hậu bao dung, hiếm khi làm mất lòng ai, họ là bậc thầy đối nhân xử thế, về con đường sự nghiệp có nhiều quý nhân giúp đỡ, nâng đỡ, nên tìm được nhiều cơ hội phát triển, công việc cũng gặt hái được nhiều thành công. Người này tính tình trung thực, bộc trực, ghét dối trá, thấy oan trái không tha, nhưng gặp người hoạn nạn liền ra tay giúp đỡ, rất tốt. Họ sống cao thượng, không màng đến những thế lực của cuộc đời, nhưng nhờ thế mà cuộc đời ưu ái ban tặng nhiều ân huệ của cuộc đời hôn nhân. Gia đình của tuổi này rất hạnh phúc, gia đạo êm ấm, tài lộc dồi dào, tiền về nhà nhanh chóng. Người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết lập đông. Người tuổi này thông minh, tài giỏi, gan dạ, có chí tiến thủ, rất có ý chí, có bản lĩnh vững vàng, dám nghĩ dám làm, muốn gì được nấy, sẽ làm mọi cách để thành công. Nhân duyên của người này cho thấy, càng trải qua khó khăn càng có mục tiêu thì càng gặt hái được nhiều thành công, tài năng và trí tuệ phân biệt khác với mọi người. Người này có thể trở thành một nhà lãnh đạo mà ai cũng phải ngưỡng mộ và khâm phục. Sự nghiệp không thể tránh khỏi những thăng trầm. Có những lúc tưởng như thành công thì lại vấp ngã, nhưng bản mệnh không vì nó mà bỏ cuộc, ngược lại càng cố gắng vượt qua để trở thành một đấu sĩ bất khả chiến bại. Người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 8 âm lịch là tiết bạch lộ. Người tuổi này tư duy thông minh nhưng tài vận lại ít, không mấy tốt đẹp. May mắn thay trong tương lai có bạn bè và gia đình có thể hỗ trợ và cứu khỏi những chướng ngại vật nguy hiểm nhiều lần. Thuở nhỏ thông minh nhưng số mệnh hơi nghịch ngợm, bỏ bê học hành nên thành tích không được tốt lắm. Mãi sau này khi hơn 10 tuổi mới có trí tiến thủ, đi đúng hướng nên không mất nhiều thời gian để tiến bộ và gặt hái được nhiều thành quả. Khi đi làm, người này dễ dàng có được vị trí như ý muốn, được nhiều người ngưỡng mộ. Bạn bè xung quanh bạn là những người cao quý, nhờ có bạn bè mà bạn có được rất nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình. Người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 9 âm lịch là tiết hàn lộ. Người tuổi này phải chịu nhiều vất vả, khó khăn trong cuộc sống. Số mệnh của người này đã được định sẵn là người khó tin tưởng, phúc giáo thân sinh ra cũng bất hạnh. Hiếm có quý nhân phù trợ nâng đỡ để vượt qua khó khăn, có tài nhưng không đúng thời kỳ, khó nên nghiệp lớn, không làm được những việc mình muốn. Người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 10 âm lịch, tức là tiết lập đông. Người này có vận số rất tốt, cả đời danh vọng, tài lộc ít ai sánh kịp, lại có trí tuệ sáng ngời hơn người. Quý nhân giúp đỡ như hổ mọc thêm cánh,
con đường sự nghiệp rộng mở vô biên, dương tới địa vị khiến nhiều người kính nể. Người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 11 âm lịch, rơi vào giờ đại tuyết. Những người tuổi này không phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc, nhưng sự nghiệp không mấy hanh thông, người tuổi này khó tin tưởng. Cha mẹ không giúp được gì nhiều và cũng không có quý nhân phù trợ nên cả đời không được suôn sẻ, không có nhiều điểm nổi bật. Tuy có ý chí mạnh mẽ nhưng không bằng lòng, nỗ lực không ngừng nhưng chỉ có thể tuân theo ý trời mà không thể tự quyết định vận mệnh của mình. Người tuổi Đinh Mùi sinh tháng Chạp, tức 12 âm lịch, là tiết tiểu hàn. Vận mệnh của người tuổi này tiền bạc khó khăn, dù rất cố gắng nhưng cũng khó khăn. Cuộc sống có nhiều chông gai, sóng gió ập đến, nhưng nhờ ý chí kiên định và tinh thần vượt khó không bao giờ bỏ cuộc, luôn cố gắng tiến về phía trước. Đến trung vận thì cuộc đời như rẽ mây gặp mặt trời, đầy công danh tài lộc, cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Đinh Mùi sinh 1967 trong tháng 9 âm lịch 2024. Bước sang tháng 9 âm lịch này do ảnh hưởng của cục diện tương phá, vận trình của người tuổi Đinh Mùi được dự báo có nhiều bất ổn, sóng gió chờ sẵn. Đây là một tháng thích hợp để ổn định bản thân và tích lũy sức lực. Bạn không nên thực hiện những thay đổi lớn hoặc những bước đi mạo hiểm trong công việc và cả cuộc sống. Hãy giữ thái độ thận trọng, tỉ mỉ và làm việc chăm chỉ để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Thách thức chắc chắn không thể thiếu khi đưa ra quyết định. Bản mệnh cũng cần có sự tính toán kỹ càng và đừng quên mục tiêu kế hoạch ban đầu của bản thân. Tài vận trong tháng 9 âm lịch này của tuổi Đinh Mùi khá bấp bênh, làm nhiều hưởng ích. Nếu thời điểm này bản mệnh còn lười biếng thì gần như nguy cơ thua lỗ còn cao hơn. Tháng này, việc đầu tư cũng chỉ nên tiến hành ở quy mô nhỏ và vừa phải. Bản mệnh hãy cẩn thận từng đường đi nước bước sẽ không thừa. Phương diện tình cảm tháng này của tuổi Đinh Mùi không lý tưởng. Tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, không khí gia đình căng thẳng, người độc thân an phận và thỏa mãn với các mối quan hệ hiện tại. Về sức khỏe trong tháng 9 âm lịch này, con giáp tuổi Đinh Mùi cần đặc biệt chú ý đến tình trạng thể chất của mình. Do áp lực công việc và cuộc sống căng thẳng nên một số tình trạng khó chịu có thể xảy ra. Bạn cần sắp xếp thời gian làm việc nghỉ ngơi hợp lý, duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, tiến hành khám sức khỏe định kỳ. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính của tuổi Đinh Mùi sinh 1967 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi sinh 1967 trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch này có sự xuất hiện của cục diện tương phá, làm đảo lộn không ít kế hoạch đã dạch sẵn của người tuổi Đinh Mùi, nhiều vấn đề rắc rối ập đến. Bản mệnh cần có sự chuẩn bị tâm lý, vận trình công việc nhiều biến động, thăng trầm bất ổn, các dự án của bản mệnh vì thế mà gặp nhiều trở lực. Bạn được khuyên hãy giữ thái độ thận trọng, tỉ mỉ và làm việc chăm chỉ để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Áp lực từ phía thách thức chắc chắn không thể thiếu, nên sự cạnh tranh trong tháng cũng tăng mạnh. Con giáp này không chỉ phải đề phòng kẻ tiểu nhân đố kỵ, mà còn phải dè chừng nội bộ lục đục. Hầu như tất cả mọi thứ như đang chống lại bạn, bạn cảm thấy ngày càng bế tắc. Lại thêm nguyệt lệnh lâm đất mộ cho thấy sự trì trệ, chậm chạp và né tránh. Có thể những căng thẳng trước mắt khiến tuổi Đinh Mùi cảm thấy mệt mỏi, khó duy trì được quyết tâm lâu dài, sinh ra tâm lý trốn tránh kiểu được lúc nào hay lúc ấy. Tuy nhiên, bạn càng thiếu sự chủ động, càng tránh né thì rắc rối càng gia tăng, càng những lúc áp lực khi buồn bực hay cảm thấy chán nản. Bản mệnh càng phải kiên cường hơn nữa, bởi không phải người khác mà chính bạn mới có thể quyết định vận mệnh của chính mình. Bạn cũng có thể nhìn sự việc theo các góc độ hay khía cạnh khác nhau, thay đổi một chút tâm thái hiện tại. Chắc chắn người thông minh như bạn sẽ sớm tìm ra giải pháp, khắc phục khó khăn và giành lợi thế chủ động. Trong mọi chuyện, khi đưa ra bất cứ quyết định nào, con giáp này cũng cần có sự tính toán kỹ càng và đừng quên mục tiêu kế hoạch ban đầu của bản thân. Ngoài ra, bạn cũng cần nỗ lực và chăm chỉ hơn, tập trung vào việc hoàn thiện bản thân và học hỏi, đồng thời thiết lập các mối quan hệ cá nhân và kỹ năng làm việc nhóm tốt để tìm thêm những sự trợ giúp hữu ích khi cần. Nhìn chung, do vận khí bất ổn nên đây là một tháng thích hợp để tuổi Đinh Mùi ổn định bản thân và tích lũy sức lực. Bạn không nên thực hiện những thay đổi lớn hoặc những bước đi mạo hiểm trong thời điểm này.
Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch này, tài vận của tuổi Đinh Mùi cũng bộc lộ sự thụt lùi kém sắc. Các kế hoạch kiếm tiền làm giàu thường vấp phải sự cố hoặc thất bại phốt chót, khiến cho con giáp này khá chán trường. Bản mệnh có tâm lý muốn bỏ cuộc. Nếu như tương phá báo hiệu điềm báo có cạnh tranh ngầm, đấu đá chiếm đoạt lợi ích, tiểu nhân đâm lén sau lưng, thì nguyệt lệnh lâm mộ lại ám chỉ đường tài lộc của bạn nhiều thăng trầm, lúc được cũng nhiều mà khi mất cũng không hề ít. Thời điểm này, bản mệnh có thể làm nhiều mà hưởng ít, nếu còn lười biếng thì gần như nguy cơ thua lỗ còn cao hơn. Làm gì cũng phải hết sức tỉnh táo và thận trọng, không nên tin người thái quá kẻo rước họa vào thân. Thời điểm tháng 9 âm lịch này, việc đầu tư cũng chỉ nên tiến hành ở quy mô nhỏ và vừa phải, cẩn thận từng đường đi nước bước, sẽ không thừa. Bản mệnh đặc biệt lưu ý trong thời điểm này, những trò đỏ đen cá cược phải tuyệt đối tránh xa, để không vướng vào những tổn thất không thể khắc phục được. Ngoài ra, việc quản lý tài chính cần phải được thực hiện nghiêm túc và kịp thời để giữ được tiền trong túi. Nếu tuổi Đinh Mùi có các khoản tiền nhàn rỗi thì cũng không nên đầu tư liều vào hạng mục nào đó mà mình chưa rõ, hoặc chỉ vì nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của người khác. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch này, dù có thái âm nhập mệnh, nhưng ảnh hưởng của tương phá quá lớn nên chuyện tình cảm của tuổi Đinh Mùi khá bấp bênh, nhiều nỗi buồn, thậm chí có cả nguy cơ đổ vỡ. Với các cặp vợ chồng, tình cảm lạnh nhạt, nguyên nhân cũng bởi bản mệnh có xu hướng hành động thiên về công việc mà lơ là chuyện tình cảm. Công việc quan trọng nhưng gia đình cũng không thể bỏ bê. Chính vì chưa thể cân bằng được hai vấn đề này, nên con giáp này và bạn đời thường xảy ra tranh cãi. Nếu để tình trạng này kéo dài thì không khí gia đình căng thẳng còn ảnh hưởng tới con cháu. Bạn nên chủ động chấm dứt tình trạng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt này ngay. Người độc thân tháng này an phận, bản mệnh cảm thấy thỏa mãn với các mối quan hệ hiện tại, nhưng thực tế thâm tâm bạn vẫn mong muốn tìm được cho mình một nửa phù hợp. Dù rằng các mối quan hệ của bạn cũng không đến nỗi tệ, nhưng để tìm được người tâm đầu ý hợp chẳng hề dễ dàng. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, trong tháng 9 âm lịch. Tình hình sức khỏe của tuổi Đinh Mùi trong tháng 9 âm lịch này có những vấn đề cần phải đặc biệt lưu ý. Do áp lực tinh thần lớn nên sẽ gây ảnh hưởng tới thể trạng của bản mệnh, những triệu chứng khó chịu xảy ra thường xuyên hơn. Hơn nữa, tình trạng chán nản, sa sút tinh thần kéo dài có thể gây nên chứng trầm cảm. Bạn nên chia sẻ và tâm sự với người thân và bạn bè để có thể tìm được sự hỗ trợ kịp thời. Con giáp này cần sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, tiến hành khám sức khỏe định kỳ. Thông qua những biện pháp này, người tuổi Đinh Mùi có thể giải quyết những rắc rối bên trong, cải thiện tâm trạng, cải thiện thể chất và khả năng miễn dịch, đồng thời đương đầu tốt hơn với những thử thách trong công việc và cuộc sống. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày sau đây sẽ là những ngày may mắn trong tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Ngày mùng 5 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, người tuổi Đinh Mùi có thể nhận được những lời khuyên giúp ích rất nhiều cho việc phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Bạn nên tiếp thu có chọn lọc, nhưng chớ nên tỏ thái độ cái gì cũng biết, kẻo làm phật lòng người muốn giúp bạn. Ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, sẽ có những đề nghị hấp dẫn nhưng cũng đầy mạo hiểm và nhiều rủi ro liên quan đến dự án mới hoặc công việc mới. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể làm chủ được cuộc chơi nếu rèn luyện những kỹ năng cần thiết. Ngày mùng 10 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, thái độ làm việc tận tâm và nghiêm túc sẽ mang lại danh tiếng tốt cho bạn. Một số người cũng may mắn lọt vào mắt xanh của cấp trên, gia tăng cơ hội thăng tiến. Ngày 12 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, sự nghiệp của bạn sẽ vô cùng thăng hoa, và không chỉ vậy, trong khoảng thời gian này, sức khỏe tinh thần và các mối quan hệ của bạn cũng được cải thiện đáng kể. Ngày 13 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, sẽ có một số việc mới phát sinh và đòi hỏi bạn cần tập trung để giải quyết vấn đề. Những điều này thường mang ý nghĩa lâu dài, vậy nên bạn cũng cần đầu tư nhiều thời gian hơn để có thể nhận được kết quả như ý. Ngày 16 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này tinh thần khá hăng hái, những suy nghĩ tích cực và lạc quan sẽ giúp bạn đưa ra giải pháp cho những vấn đề còn tồn đọng, công việc được khai thông thế bế tắc một cách ngoạn mục.
ngày 22 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, người tuổi Đinh Mùi gặt hái được thành công trong sự nghiệp nhờ sự tỉ mỉ, chăm chỉ của bản thân, đi cùng đó là sự xuất hiện của quý nhân giúp bạn tiến gần hơn với thành công tốt đẹp. Ngày 25 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, người tuổi Đinh Mùi nhận được nhiều cơ hội để theo đuổi các dự định trong tương lai. Bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh về cả tinh thần lẫn hành động. Ngày 26 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, thích hợp để bản mệnh nhanh chóng thực hiện các kế hoạch mới. Bên cạnh luôn có quý nhân sẵn sàng nhắc nhở và giúp đỡ, nên hãy cứ tự tin bước trên con đường mình đã chọn. Ngày 29 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi đón may mắn đến bất ngờ. Bản mệnh thu được nhiều kết quả ngoài mong đợi. Những người mới bắt đầu sự nghiệp hay mới thay đổi môi trường lại càng dễ được quý nhân nâng đỡ. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Đinh Mùi sinh 1967 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Tuần này dưới tác động của cục diện tương phá, nhiều chuyện không như ý sẽ liên tiếp xảy đến với người tuổi Đinh Mùi. Bản mệnh dễ rơi vào trạng thái thất vọng vì những công việc tưởng chừng đang thuận lợi lại bất ngờ gặp trục trặc. Bên cạnh đó, con giáp này còn cần đề phòng kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Bản mệnh chớ nên tin người quá dễ dàng, đặc biệt là những người mình không hiểu rõ. Chuyện làm ăn cũng cần suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi hợp tác. Kiếp tài cũng khuyên bản mệnh chớ nên đưa ra những quyết định mù quáng, bốc đồng. Đặc biệt, khi quyết định của bạn nhận lấy nhiều sự phản đối của mọi người thì bạn lại càng cần phải bình tĩnh để cân nhắc hơn. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Tuần này thiên quan gây rối cho người tuổi Đinh Mùi, bản mệnh dễ vướng phải khúc mắc với những người có quyền cao chức trọng. Để hạn chế rắc rối có thể xảy ra, bạn cần phải tránh bị kích động, có những lời nói và hành động quá khích. Con giáp này là người mạnh mẽ, luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ những điều mà mình cho là đúng. Tuy nhiên, trước khi làm việc gì đó bạn cũng cần phải xem xét tình huống trước mắt mình là thế nào. Đừng biến mình thành kẻ nông nổi, gây ấn tượng xấu cho người khác. Tuần này Mộc khắc thổ còn khiến cho bản mệnh dễ nảy sinh mâu thuẫn với con cái hoặc người thân trong nhà. Khoảng cách thế hệ dễ dẫn đến những quan điểm bất đồng. Điều quan trọng là đôi bên cần lắng nghe đối phương một cách chân thành và cởi mở hơn. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Tuần này do phái chịu tác động của cục diện tự hình, người tuổi Đinh Mùi trở nên cực kỳ cố chấp. Bản mệnh không muốn lắng nghe lời khuyên của người khác vì bạn cho rằng mình đã hiểu rõ tất cả mọi việc. Ngoài ra, con giáp này cũng sẵn sàng tranh cãi, gây gổ với những ai có ý kiến trái ngược với mình. Đây là lý do khiến người khác ngại bắt tay vào làm việc chung với bạn, dù bạn có là người đạt được những thành tích xuất sắc trong công việc đi nữa. Chuyện tình cảm trong tuần này, quả sinh thổ, trong gia đình, bạn luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, nhờ đó mà tình cảm vợ chồng được yên ấm. Dù đôi khi vẫn có ý kiến bất đồng, song hai người đều có thể bình tĩnh thảo luận nên không khiến cho bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Tử vi tuần thứ 4 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Tuần này, dưới sự phù trợ của tam hợp nên sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi phát triển thuận lợi. Bản mệnh sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu mà mình đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ. Đây cũng là một tuần thích hợp để người làm ăn kinh doanh đưa ra những quyết định đầu tư với mối quan hệ xã giao rộng rãi. Bạn có nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác, bạn hàng đáng tin cậy, giúp lợi nhuận đổ về túi nhanh chóng. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội thuộc về mình. Tuy nhiên, trong tuần thổ khắc thủy cho thấy tình cảm gia đình con giáp này đang có dấu hiệu rạn nứt. Đừng lấy bất cứ lý do nào để biện minh cho việc mình đã lơ là việc chăm sóc gia đình. Dù bận rộn đến mấy, bạn hãy dành thời gian cho những người thân yêu trước khi quá muộn nhé. Tiếp theo sau đây sẽ là cẩm nang dưỡng dẫn cho tuổi Đinh Mùi sinh 1967 trong tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: vận trình có nhiều bất ổn, tài vận khá bấp bênh, được nhiều mà mất cũng không hề ít. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Tỵ, tiểu nhân là tuổi Thìn và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu xanh.
con số may mắn 66, 44 và 10. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy tuổi Đinh Mùi sinh 1967 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Tý. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này khá ăn ý. Tuổi Tý sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, luôn giải quyết các vấn đề về khách hàng, tổ chức và các sự kiện. Tuổi Tý thích kiếm tiền, thích địa vị và cái đầu làm ăn rất giỏi. Tuổi Đinh Mùi không có hoài bão kiếm tiền nhiều như tuổi Tý, nhưng khá sáng tạo, có thể đảm nhiệm vai trò của hậu phương. Nếu hai cái đầu cùng hợp lực chắc hẳn sẽ tạo ra một đế chế khá bền vững. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Sửu. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này cần cố hiểu nhau thì mọi chuyện sẽ êm ấm. Khi mỗi người coi những điểm mạnh của người kia là tài sản quý giá thì họ sẽ tạo thành một tập thể khá vững chắc. Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Bởi vậy, đòi hỏi cả hai tuổi này phải cùng cố gắng và kết hợp hài hòa. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Dần. Nếu hai hành tinh này là đồng nghiệp, tuổi Dần cần để không gian cho tuổi Đinh Mùi phát huy khả năng sáng tạo. Tuy trong con người tuổi Đinh Mùi có tính nghệ sĩ, nhưng không vì thế mà không đảm nhiệm tốt được công việc kinh doanh trong công việc. Tuổi Đinh Mùi không thích mạo hiểm, làm điều gì cũng phải chắc chắn. Dù gì thì tuổi Đinh Mùi vẫn may mắn vì được làm việc cùng tuổi Dần vì sự lạc quan, dũng cảm, hài hước của tuổi Dần là món quà cực lớn đối với tuổi Đinh Mùi vốn bi quan và mẫn cảm. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Mão. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Đinh Mùi và tuổi Mão có thể kết hợp thật tốt nếu phát huy được tính sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên, về tài chính thì sẽ cần sự can thiệp và giúp đỡ của nhân vật thứ ba, bởi thực tế là cả hai hành tinh này đều không thạo lắm về tài chính. Điều họ quan tâm và tập trung nhiều thời gian hơn cả đó là nghệ thuật, tình cảm. Bên cạnh đó, tuổi Đinh Mùi còn phải đảm nhiệm một số việc thay tuổi Mão, vì tuổi Mão không có khả năng làm được. Tuổi Mão sẽ đóng vai trò làm người dẫn đường vì khả năng giao tiếp và điều khiển cảm xúc tốt hơn. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Thìn. Nếu hai hành tinh này làm ăn chung với nhau thì họ có thể tạo thành một tập thể liên tục đi lên, bởi họ có những tính cách bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Tuổi Thìn thông minh và năng lượng dồi dào, sẽ đóng vai trò làm người ở tiền tuyến. Còn tuổi Đinh Mùi cũng thích chỉ huy nhưng là những việc ở hậu phương. Vì vậy, giữa hai con giáp này không có chuyện tranh giành quyền lực. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Tỵ. Khi là đối tác làm ăn, tuổi Đinh Mùi với tuổi Tỵ sẽ tạo thành một đế chế khá vững mạnh và có nhiều ý tưởng sáng tạo, với điều kiện khi họ có chung mục tiêu. Tuổi Tỵ rất nhiệt tình trong công việc mà mình tin tưởng, còn tuổi Đinh Mùi rất tuyệt vời trong việc xây dựng các ý tưởng. Tuổi Tỵ sẽ người ở ngoài chiến tuyến để mở rộng khách hàng và góp mặt trong các cuộc họp. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Ngọ. Nếu là đối tác làm ăn, tuổi Đinh Mùi sẽ là người đứng đầu vì con giáp này thích công việc quản lý hơn là tuổi Ngọ. Tuổi Đinh Mùi suy nghĩ khá cấp tiến và là người hoạch định tốt. Nếu cả hai mở công ty thì tuổi Ngọ có thể rất được lòng nhân viên, nhưng người thực sự có quyền lực lại là tuổi Đinh Mùi. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Mùi. Trong làm ăn kinh doanh, hai người tuổi Mùi nên tìm người thứ ba để giúp đỡ trong việc quản lý tài chính. Bản tính lãng mạn, mơ mộng nên họ ít quan tâm đến việc đổi mới cách tân để xây dựng công ty hoặc giải quyết những vấn đề còn tồn động. Cả hai đều lãng mạn nên nơi làm việc của họ được trang trí rất nghệ thuật và hợp phong thủy. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Thân. Trong mối quan hệ làm ăn kinh doanh, hai người có thể sẽ phải chịu đựng những căng thẳng. Tuổi Thân thường chỉ ham vui chứ không thực sự là con người của công việc. Tuổi Đinh Mùi là người có tham vọng phát triển các ý tưởng độc đáo, nhưng lại không giỏi trong vấn đề quản lý tài chính. Tuổi Đinh Mùi thích trang trí nơi làm việc của mình theo phong cách riêng. Mặc dù thích quyền lực nhưng cả tuổi Đinh Mùi và tuổi Thân đều không quyết đoán, dễ bị dao động trước những lời xu nịnh, do đó họ cũng dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Dậu. Có thể hợp nhau hơn khi là bạn làm ăn. Tuổi Dậu là người có con mắt tinh tế và có đầu óc rất phù hợp với việc quản lý tài chính và những công việc tương tự khác. Còn tuổi Đinh Mùi có thể đưa những ý tưởng sáng kiến hay trong kinh doanh. Tuổi Đinh Mùi khá may mắn, còn tuổi Dậu khá có duyên với tiền, nên hai tuổi hợp lại làm ăn sẽ rất phát đạt. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Tuất.
Khi là bạn làm ăn kinh doanh, tuổi Đinh Mùi và tuổi Tuất có thể hỗ trợ nhau tốt hơn. Với khả năng ngoại giao tốt, tuổi Tuất có thể là người đại diện cho công ty trong công việc, giao thiệp với khách hàng. Tuổi Tuất rất trọng chữ tín. Khi làm một việc gì đó, tuổi Đinh Mùi có thể tin tưởng vào sự chân thật của người bạn đồng hành với mình. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Hợi. Trong làm ăn kinh doanh, tuổi Đinh Mùi và tuổi Hợi có thể hợp tác và xây dựng được một công ty có tiếng tăm và uy tín. Họ sẽ thành công nếu họ biết chọn lĩnh vực phù hợp với khả năng và đầu óc tinh tế của tuổi Đinh Mùi. Nhìn chung, tuổi Đinh Mùi khá may mắn nên luôn có được những thành công bất ngờ trong kinh doanh. Tuy nhiên, tuổi Đinh Mùi không được thực tế cho lắm, vì thế nên vấn đề tài chính thường do tuổi Hợi làm chủ. Tuổi Hợi là người chăm chỉ trong công việc và dễ dàng làm theo sự chỉ dẫn của người khác. Bởi vậy, tuổi Đinh Mùi sẽ là người đứng đằng sau và nắm quyền lực của công ty. Quý khán giả thân mến, khi bước vào tuổi già, mỗi người đều mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc, thanh thản và an nhiên. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng đạt được điều đó, vì đôi khi chúng ta vẫn còn bị ràng buộc bởi những gánh nặng từ quá khứ và cuộc sống hiện tại. Để sống một cách hạnh phúc, bạn cần học cách buông bỏ những điều không còn phù hợp, giúp tinh thần được giải thoát và đón nhận những điều tốt đẹp hơn. Dưới đây là 5 điều quan trọng mà bạn nên buông bỏ để có cuộc sống tuổi già hạnh phúc. 1. Là buông bỏ sự oán giận. Sự oán giận và thù hận là một trong những gánh nặng tinh thần lớn nhất mà nhiều người mang theo trong suốt cuộc đời. Đôi khi chúng ta có thể bị tổn thương bởi những người xung quanh hoặc những sự việc trong quá khứ. Tuy nhiên, việc giữ mãi sự oán giận chỉ làm cho tinh thần thêm mệt mỏi và trái tim nặng nề khi về già. Học cách buông bỏ những tổn thương cũ và tha thứ cho người khác là cách giúp bạn tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Buông bỏ oán giận không có nghĩa là bạn phải quên đi những gì đã xảy ra, mà là bạn chọn cách không để những điều đó ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống hiện tại. Tha thứ giúp bạn giải phóng năng lượng tiêu cực, để lại chỗ cho những cảm xúc tích cực và giúp bạn sống nhẹ nhàng, thanh thản hơn. 2. Là buông bỏ kỳ vọng quá cao vào bản thân và người khác. Trong suốt cuộc đời, chúng ta thường có những kỳ vọng lớn về bản thân cũng như đối với người khác, đặc biệt là với con cái và gia đình. Những kỳ vọng này nếu không được đáp ứng dễ dẫn đến sự thất vọng và buồn bã. Khi bước vào tuổi già, việc buông bỏ những kỳ vọng quá cao sẽ giúp bạn dễ dàng chấp nhận cuộc sống hơn và không bị cuốn vào những áp lực không cần thiết. Hãy hiểu rằng, không phải mọi việc trong cuộc sống đều diễn ra như mong muốn. Buông bỏ kỳ vọng giúp bạn học cách tận hưởng những điều giản dị, chấp nhận những gì mình đang có và trân trọng những khoảnh khắc hiện tại. Đồng thời, điều này cũng giúp bạn có mối quan hệ tốt hơn với con cái và những người xung quanh khi không đặt quá nhiều áp lực lên người. 3. Là buông bỏ sự sợ hãi về tuổi tác và cái chết. Một trong những nỗi sợ phổ biến khi về già là nỗi sợ tuổi tác và cái chết. Đây là điều mà ai cũng phải đối mặt nhưng không phải ai cũng biết. Cách chấp nhận và buông bỏ sự sợ hãi này có thể làm cho bạn luôn cảm thấy bất an, lo lắng về sức khỏe và tương lai. Thay vì để nỗi sợ hãi điều khiển cuộc sống, hãy học cách chấp nhận rằng tuổi tác là một phần tự nhiên của cuộc đời. Thay vì sợ cái chết, hãy tập trung vào việc sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Khi buông bỏ nỗi lo lắng về điều không thể kiểm soát, bạn sẽ cảm thấy tự do và nhẹ nhàng hơn, và có thể tận hưởng quãng thời gian còn lại một cách ý nghĩa. 4. Là buông bỏ những mối quan hệ độc hại trong cuộc sống. Không phải mọi mối quan hệ đều mang lại niềm vui và hạnh phúc. Một số mối quan hệ có thể trở thành gánh nặng tinh thần, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và tiêu cực. Đó có thể là những mối quan hệ mà bạn luôn phải nỗ lực mà không nhận lại được sự đồng cảm hoặc quan tâm. Khi về già, điều quan trọng là bạn nên tập trung vào những mối quan hệ mang lại niềm vui, sự ấm áp và hỗ trợ tinh thần. Buông bỏ những mối quan hệ độc hại giúp bạn giải phóng năng lượng tiêu cực, dành thời gian cho những người thực sự quan tâm và yêu thương bạn. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng mà còn tạo điều kiện để bạn sống hạnh phúc hơn. 5. Là buông bỏ quá khứ. Cuối cùng, để sống hạnh phúc tuổi già, bạn cần học cách buông bỏ quá khứ. Quá khứ có thể mang theo những kỷ niệm đẹp, nhưng cũng có những nỗi đau tiếc nuối và những điều mà chúng ta không thể thay đổi. Việc chìm đắm trong những suy nghĩ về quá khứ chỉ khiến bạn mất đi niềm vui ở hiện tại. Thay vì sống với những gì đã qua, hãy tập trung vào những điều đang diễn ra. Hãy biết ơn những gì mình có và trân trọng những người xung quanh. Khi bạn biết buông bỏ quá khứ, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống hiện tại là một món quà quý giá. Điều này giúp bạn sống vui vẻ, an nhiên và hạnh phúc hơn mỗi ngày.
Buông bỏ không phải là từ bỏ, mà là cách bạn chọn sống nhẹ nhàng và thanh thản hơn khi bạn học cách buông bỏ những điều không cần thiết. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ dàng và hạnh phúc hơn trước khi quá muộn. Hãy bắt đầu thực hiện những điều này để tận hưởng một tuổi già an nhiên, thanh thản và tràn đầy niềm vui. Trên đây là tử vi của tuổi Đinh Mùi sinh 1967 trong tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.